Xin thành xin kính chào quý vị và các bạn. Thì chúng ta cùng tìm hiểu xem những cái bệnh nhân bị cái bệnh gây nhiễm mỡ họ sẽ có những cái biểu hiện, những cái triệu chứng như thế nào. Thì trong cái giai đoạn chúng ta gọi là gây nhiễm mỡ đơn thuần, hầu như là bệnh nhân sẽ không có một cái triệu chứng gì hết. Có chăng á, một số bệnh nhân sẽ có cái cảm giác khó chịu ở cái vùng bụng trên bên phải do có cái sự tích tụ mỡ ở gan, làm cái gan nó hơi căng, hơi to. Một số bệnh nhân sẽ cảm giác như lúc nào cũng mệt mỏi, suy nhược. Trong đến khi mà nó diễn tiến đến cái giai đoạn gọi là giai đoạn mà viêm gan nhiễm mỡ, thì lúc này cái triệu chứng đau bụng có thể nó rõ hơn. Bệnh nhân đau rõ ở vùng bụng 1/4 trên bên phải, kèm theo sốt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn ói, vàng mắt, vàng da có thể xuất hiện trong cái giai đoạn này luôn. Và khi mà bệnh nó đã diễn tiến qua cái giai đoạn gọi là sơ gan rồi á, thì người bệnh sẽ có những cái triệu chứng rõ ràng hơn. Ví dụ như có những cái biểu hiện của tổn thương tế bào gan mãn tính là tình trạng vàng mắt, vàng da, móng trắng nè, lòng bàn tay đỏ, mình gọi là lòng bàn tay son, hoặc là môi đỏ. Hoặc là bệnh nhân có những cái biểu hiện về phù chân, bụng nó căng to, chứa nước, thì gọi là bụng bán. Hoặc là có cái tình trạng giãn những cái mạch máu ở cái vùng ngực, mình gọi là sao mạch. Hoặc là có những cái giãn mạch máu ở cái vùng bụng thì mình gọi là cái tuần hoàn mạn hệ. Thì một số bệnh nhân nam có thể có cái tình trạng là vú nó sẽ to hơn so với bình thường, thì mình gọi là cái đó là tình trạng nữ hóa tuyến vú. Bên cạnh đó thì khi mà xơ gan nó đã xuất hiện thì nó có thể kèm theo những cái biến chứng. Ví dụ như nếu mà bệnh nhân có biến chứng về xuất huyết tiêu hóa thì người bệnh sẽ biểu hiện ra ngoài bằng là tình trạng nôn, ói ra máu tươi, hoặc là máu đỏ, hoặc là tình trạng đi cầu phân nó có màu đen. Hoặc là có cái biến chứng về bệnh não gan thì người bệnh sẽ có cái dấu hiệu như là rối loạn chu kỳ thức ngủ nè, có tình trạng ngủ gà nè, lú lẫn nè, và nặng nhất là hôn mê. Hoặc là những biến chứng về nhiễm trùng, cái dịch ở trong cái ổ bụng thì người bệnh sẽ có tình trạng sốt, có đau bụng và cũng có những cái dấu hiệu về rối loạn tri giác. Hoặc là có biến chứng về ung thư thì ung thư gan á, thì người bệnh sẽ cảm giác rất là đau, những cái cơn đau của ung thư, hoặc là có cái tình trạng suy kiệt, suy dinh dưỡng nặng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.